Vâng, thì Mazda Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2023 và kênh video điện máy Mazda Nông lại tiếp tục lên video mới giới thiệu cho tất cả quý vị các bác đang xem một lô máy cắt cỏ Nhật Bản nhé. Vâng, cũng khá là lâu rồi em chưa lên lô cắt cỏ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác gồm có 14 chiếc máy cắt cỏ Nhật Bản đến từ nhiều thương hiệu khác nhau nhé. Và lô này đa số là hàng hệ tuyển chọn nhé, hàng phổ thông, thông dụng. Có thể kể đến như lô này có Mitsubishi TL261 này. Hàng xuất sắc nha các bác, rất là đẹp, trợ lực lên đây đỏ. Rồi TL261 này, rồi TL26 nhá. TL26. Rồi TB26 nhá. Rất là đẹp nhá. Con này đều rất là đẹp nhá. TL23. Rồi bác nào thích công suất lớn một chút mà giá rẻ thì con này Maruyama 32cc nòng 38 ly nha các bác. Rồi những dòng máy giá thành vừa phải hơn mà tốn tiền tầm 1,5 triệu, ví dụ như Ryui này 26cc luôn nha các bác. Máy lại khỏe, đẹp, rẻ. Rồi Genoat Komatsu 26cc. Rồi Genoat Komatsu 26cc này. Rồi Echo nha quá, Echo 26cc. Đó, Kyrit 26cc này. Đó, Echo Kyrit 26cc này. Đó, lô này rất là nhiều, đa số toàn là 26cc nhá. Maruyama 26cc. Ở lô này rất là nhiều thằng hệ Taiga Bob nhá. Đây như các bác thấy đây. Taiga Bob này. Còn Taiga Bob này. Còn Taiga Bob xịn sò không ạ? Taiga Bob xịn sò hết nhá. Rất là nhiều. Đó, bác nào mà xem video này ưng ý chiếc nào ấy, cảm thấy phù hợp công việc của mình ấy, phù hợp với con mắt của mình chọn, thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nhá. Đó, bên em thì hỗ trợ ship toàn quốc, bác nào đặt chiếc nào thì em sẽ gửi tận nơi tận nhà cho các bác luôn. Đó, đến nơi kiểm tra đúng máy, đúng cái chiếc máy mình đặt hàng ấy là mình nổ thử lên ok ngon lành chính xác chiếc máy đó ấy, là mình thanh toán cho nhân viên giao hàng. Và cái giá em bao cho các bác là bao gồm miễn phí ship nha các bác. Ví dụ mức giá em báo trên video là bao gồm miễn phí ship. Ví dụ như chiếc siêu phẩm TL261 này chẳng hạn này, trợ lực lên tay đỏ 2.600.000. 2.600.000 là giá bao gồm miễn phí ship này. Miễn phí ship tận nhà luôn này. Không những vậy còn tặng kèm cho các bác gồm có một dao này, một dây đeo này, một tip ở buji, một lục giác. Đó. Các bác đến nơi một ổ cước luôn nhé nhá. Các bác đến nơi chỉ việc đổ xăng vào dùng thôi và trả số tiền là 2.600.000 cho nhân viên giao hàng thôi. Là mỗi vậy là đơn giản, không phải mất một chi phí phát sinh gì nữa nhá. Đó, lô này thì em có test nổ thử nhá, báo cáo rõ thông số kỹ thuật, tình trạng máy như thế này em sẽ nói rõ trên video. Rồi bác nào mà muốn ký kỹ thì cứ để ý kỹ video tôi đi thử lại xem cho nó chính xác nhá. Rồi đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác con số 1 nhá. Lô này em có đánh ký tự nhá. Kia lô này lô chữ E nhá, E1 này, rồi E2, E3, E4, E5, E6, E7 đó. Đó, mỗi con máy em có đánh ký tự đây và mức giá của nó nhé. Ví dụ như E1 này thì giá 1.500.000 đồng. Đó, 1.500.000 đồng này là bao gồm đầy đủ phụ kiện, phụ tùng, rồi có cả miễn phí ship nha các bác. Đó, giá 1.500.000 là bao gồm đầy đủ hết rồi ấy, chi phí hết rồi ấy. Không phải phát sinh một thứ gì nữa, chỉ việc xăng pha nhớt các bác đổ vào dùng thôi. Đó, con là E1 này là một chiếc máy Ryobi nha các bác. Đó, Ryobi EKK2620. Con này là một con máy Ryobi hệ Genoat nhé. Con này với Genoat này là một này. Nó chẳng qua con này được Ryobi nhập của Genoat về rồi họ thay đổi màu sắc thiết kế thôi. Còn con này là hàng Nhật bãi nha các bác. Mấy dòng Ryobi mà hàng của Úc ấy thì 100% là của Trung Quốc hết. Còn những dòng Ryobi này nội địa Nhật nha các bác. Đó, hàng nội địa Nhật thì 100% đều là của Nhật. Đó, mọi chi tiết trên máy thì nguyên zin nguyên bản hết nha các bác. Đó, nó có cả năm sản xuất này. Con này thì năm 2012 này. Con máy này thì thuộc nhà máy Husqvarna sản xuất nha các bác. Thế có thể nhìn thấy trên lòng này. Nòng của nó dần đổ cả logo Husqvarna này, nó giống như cái chiếc này thôi. Thương hiệu Genoat này hiện tại là thuộc về Husqvarna nha các bác. Thế nên các bác để ý những dòng máy Husqvarna 137 này, Husqvarna 143, đó 143, rồi 541, rồi 226 ấy, thì bản chất nó vẫn là những chiếc máy Komatsu Genoat BC2006 rồi BC4003 thôi, nó giống nhau cả thôi. Đó, nó với đây là Genoat và Husqvarna với đây là một nha các bác lưu ý Genoat và Husqvarna mới đây là một. Đó, thì con này thì nó vẫn thuộc về Genoat thì logo của nó vẫn phải dầm nổi chữ H trên lòng này. Đó, mà chính hãng nha các bác. Đó, con này thì nguyên zin nguyên bản. Con này thì sụp chế của ga nhá. Chế của ga cánh bướm ly tâm. Nói chung nói một cách dễ hiểu hơn ấy là con này là xài chế cưa. Đó, chế cưa thì nó cực kỳ ổn định nhá, bền, khỏe, gia tốc nhanh, nó giống như của Estin, các bác tưởng tượng giống như Estin 250 230 đấy. Đó, cái dòng chế của ga này cái gia tốc của nó nhanh, khỏe. Đó. Rồi con này thì có le này. Le gạch ngang là đóng nha các bác, dòng còn mở. Bơm xăng phụ có đầy đủ nha các bác. Dòng này thì ưu điểm của dòng máy này là khỏe. Rất khỏe.
và thứ hai là cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Con này là gần như khỏe nhất trong phân khúc 26cc và cũng gần như là tiết kiệm xăng nhất nha các bác. Bác nào đã từng xài dòng máy này thì biết đến. Dòng này thì ngon bổ đây, khỏe. Đấy, đẹp đấy. Đẹp ngon bổ rẻ khỏe. Đó, giá thành chỉ 1,5 triệu, 26cc nha. Đó, máy thì đẹp. Đó, rất là đẹp nha. Bồ biết này, sáng ken xe beng nha, bình xăng nguyên di trắng tươi nha. Trục giật thì có cả trợ lực nha các bác. Con này thì nó chuyên dùng cho mục đích cắt cỏ ấy. Thế nên là cái tum này sẽ là tum liền nha các bác. Đó, tum liền. Đó, máy rất là đẹp nha. Cần kiếp cái tay ga này. Con này tay ga cố định như tay ga chết nha các bác. Bóp cái này vào rồi bỏ ga lên đây. Đó, đây là ga nha các bác. Đó, đây là ga này. Đây là ga. Nó công tác lên là tắt xuống là bật. Đó, các bác lưu ý nhá. Rồi, cần kiếp nguyên di nguyên bản EKK 2620. Đó, máy móc ok nha các bác. Cắt cỏ đầy đủ nhá. Rồi, giá chỉ 1,5 triệu, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi, test nổ thử luôn nha các bác. Con này thì 26cc thì các bác có thể vụt cước được rồi. Rồi, vụt cước còn non ok rồi. Còn cỏ, nếu mà con này cắt bằng dao thì gần như cắt được mọi loại cỏ hết nha các bác. Rồi, test nổ thử luôn nha. Thiên hướng về sử dụng gia đình nhé. Bác nào mà đang muốn mua con chiếc máy cắt cỏ dùng gia đình mà máy đẹp như mới thì con này rất là phù hợp nhé. Đó, em một giá chỉ có 1,5 triệu thôi, làm gia đình thoải mái cho bác làm luôn, cứ xăng hoa nhớt chuẩn, tỷ lệ đúng, ít cho mượn là xài bao la cho bác luôn. Nói chung là cái dòng Trung Quốc mà các bác xài gia đình cũng cảm thấy rất là bền rồi, chưa nói đến dòng máy Nhật. Những dòng máy Nhật thì xài gia đình thì tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo sẽ đến E2 nhá. E2 là một chiếc máy thương hiệu Genoat của Su. Đó, như nãy em có nói qua. Genoat con này là TRZ260 nha các bác. Con này thì piston của nó là 34 ly nhá. Piston 34 ly 26cc nha các bác. Đó, con này thì sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Đó, có nòng có dập nổi 5 tần suất này, 2015 này. Đó, và có cả logo Huenan dập nổi trên lông nòng luôn này. Con này thì xài chế cưa nha các bác. Xài chế cưa như dòng chiếc số 1, le gạt ngang đóng này, giống hệt. Nói chung con này có số 1 giống nhau, không khác biệt gì cả. Đó, nó cùng xài chung đồ với nhau, đồ thằng thay thế sàng qua nhau được hết nha. Con máy này nguyên zin nguyên bản, chuột giật trợ lực. Rồi bình xăng mình xếp rất là trắng đẹp nhé. Bố cái sáng keo xe beng luôn này. Đó. Rồi tum tiếc của nó là tum nguyên zin nguyên bản nhé. Tum liền. Đó, cần tiếc này. Con này thì tay ga bóp nha các bác. Đó, tay ga bóp xịn sò này. Rồi có cả điều chỉnh phần trăm ga ở đây. Đẩy lên trên là bóp bóp không tác dụng nhé. Để lên mức giữa ấy là bóp nửa ga. Để xuống dưới cùng ấy là bóp hết ga. Đó, chỉnh phần trăm ga nhé. Công tác xong rồi tắt lên là bật. Đó, rất ok nhá. Tay ga nguyên zin nguyên bản. Tay ga bóp xịn sò nha các bác. Đấy là con này giá sẽ nhỉnh hơn xíu. Con này 1,6 triệu nha các bác. Giá bao ship tận nhà. Đó, miễn phí ship cho các bác luôn. Rồi, cần kiếp nguyên zin này, Genoat TRZ260ST này. Cắn cỏ nguyên zin này, bò nguyên zin hết nha các bác. Đó, máy đẹp, Genoat. Đó, con này thì 26cc thoải mái cho các bác làm ok luôn nhá. Rồi, E2 1,6 triệu đồng. Test nổ thử luôn nha các bác. Con này thì rất nhảy nổ nhé. Rồi, E2 1,6 triệu đồng nha các bác. Rất là đẹp nha. Con này rất là mới nha. Bình xăng mình xếp nhìn màu biết rồi. Đó, bồ biết rất là sáng. Đó, chế chiếc nguyên zin nguyên bản hết nha. Tiếp theo sẽ đến E3. E3 cũng là một chiếc máy đến từ thương hiệu Genoat, cũng giống như chiếc E2. Công suất tương đương nha các bác. Con này thì cũng đồng là 34 ly 26cc, con này 27cc. Con này là đời BCZ 271 nha các bác. BCZ 271. Con này TRZ 260. Đó, con này thì về yếu tố chất lượng ấy, thì em sẽ đánh giá con này cao hơn. Đó, bởi vì con này bên Nhật sản xuất theo hướng chuyên nghiệp nhé. Con này thì sử dụng chế hai họng luôn này. Đó, mấy con kia thì sử dụng chế cưa, nhưng con này sử dụng chế hai họng nhá, tiết kiệm xăng. Đó, chế hai họng.
Đó, le gạt le là đóng nhá, gạt xuống là mở. Hai họng VKIA này, VKIA Home Pro với hai họng VKIA nhá, chính nha. Đó. Rồi chúng ta có trợ lực này, tu bằng nhôm này. Và tay ga vẫn là tay ga bóp xịn sò nha các bác. Đó rất là xịn nhá, cùng chiếc với riêng văn bản. Đó, cần chiếc này BCZ27V. Đó, Made in Japan nhá. Đầu bò đầu bê nguyên zin nguyên bản nhá. Không cần mạ, mạ tím nha các bác. Không biết mạ chất liệu gì nhưng mà nay mạ tím nhìn rất là chuyên nghiệp. Máy móc đẹp, vì xăng mình xiếc nguyên zin nguyên bản. Đó, lông lên sáng nha các bác. Đó, máy rất là đẹp nhá. Những dòng máy này phần trăm rất là cao. Những con này thì mua nữa không khác gì mua máy Nhật mới rồi. Đó, về hình thức thì theo các bác nhìn thì các bác đánh giá thôi. Mỗi người có một con mắt thẩm mỹ khác nhau. Đó, thì các bác phải đánh giá theo phần trăm của theo con mắt của bác. Nhưng mà đánh giá về chất lượng đó, về phần trăm chất lượng nó ấy, nghĩa là bên Nhật nó xài ít hay xài nhiều ấy, có xài kỹ hay xài ẩu ấy, thì đánh giá con này, những con dòng máy này ấy, đa số Nhật bãi, những con này thì xài rất là ít, những dòng đời cao như vậy. Ở bên Nhật thì xài ít thì tất nhiên là chất lượng của nó còn ngon, nòng niết của nó còn sáng đẹp đó. Rồi con này thì giá của nó là 1,7 triệu nhá, máy ok, xài đẹp. Con này thì làm cường độ cao được luôn đâu nhau, làm cường độ cao được luôn nhá. Kết nó thử luôn nha các bác. Con này thì công nghệ Stator Dragon. Con này cực kỳ tiết kiệm xăng nhé. Dòng này thì xăng ăn cực ít rồi. Bác nào mà từng xài máy này thì có thể biết đến. E3 1,7 nha các bác. Nó máy tiếng máy nổ rất là chắc đầm nhá. Còn này thì em sẽ test nổ của lại lần nữa. Chắc nha, tiếng máy rất là uy lực. E3 1,700,000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E4 nhá. E4 là thương hiệu Echo. Bên em bán thì toàn những máy mà có tên, có tuổi, có thương hiệu lớn, không ít bán những dòng máy xa lạ lắm. Đó, Echo. Đó, con này là Echo nha các bác. Echo. Con này có số series nó đầu hàng luôn này, Made in Japan nhá. Yamadiko Corp này. Số series là 5800066660. Đó, AT263TDX. Đó, con này chính xác rồi, Echo AT263TDX. Con này thì piston nó là 34 ly nha các bác. Piston 34 ly 26cc, một phân khúc công suất tầm trung phổ biến trên thị trường. Đó, các đa số thì cứ cỡ tầm cỡ công suất này thì rất là nhiều bác lựa chọn. 20cc thì nó thật sự các bác là hơi yếu. Theo đánh giá của em là như vậy. Vì các bác dùng lúc ban đầu ấy thì cảm giác là vừa rồi. Đeo thì nhẹ đấy. Dùng thì công suất vừa vừa, nhưng một thời gian sau ấy máy nó kiểu cũ cũ đi rồi, nó kém kém thì xíu rồi ấy, là lúc đó cảm giác là sẽ yếu. Đó, theo tư vấn của em thì nên lựa chọn những con máy ấy, từ 23cc trở lên, 22-23cc trở lên, nòng cỡ 32 ly trở lên ấy, đó thì sẽ đáp ứng đủ yếu tố về công suất. Mặc dù biết thừa ấy, là những dòng máy 20cc giá thành rất là rẻ, triệu 1, triệu 2, nhưng mà nhiều khi đôi khi mình tham rẻ quá, nhiều khi cũng không phải là lợi nha các bác. Đó, mình cố thì một vài trăm nghìn nữa thôi, nhưng mà công suất nó mang lại mình cắt nó sướng hơn. Đó, còn nói về chiếc máy này, con này là E4 nha các bác. Con này thì là hệ Eco nha các bác, máy Echo, công nghệ Eco. Đó, dòng này thì cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Con này thì siêu tiết kiệm xăng rồi. Nó nòng 34 ly 26cc. Đó, con này thì trục giật trợ lực nha các bác. Đó, trục giật trợ lực nha, chế ngang, chế Home Pro. Đó, máy rất là đẹp nha, tùm nhôm nha các bác, chân chiếc đầy đủ này. Đó, dày dặn và chắc chắn, bình xăng với chiếc nguyên zin trắng đẹp. Đó, máy móc rất sáng nha, lộng lên sáng này, phần trăm khá là cao. Đó, dây điện dây đóm nguyên zin nguyên bản nó này. Đó, Echo nha các bác. Con này thì hệ đời cao. Tay ga này, tay ga bóp xịn sò nha các bác. Điều chỉnh ga có hết này, công tắc lên là bật xuống tắt. Đó, cần kiếc này, AT263TDX. Đó, đầu bò đầu bê nguyên zin nha, cần kiếc nguyên zin, máy móc nguyên zin nguyên bản hết nha các bác. Máy đẹp, liền là. Rồi, F4 giá 1,700,000 đồng nha các bác. Kết nổ thử luôn này. Tiếng máy nổ rất chuẩn nha. Êm, không nghe xào xào, xèo xèo gì hết. Nổ rất là đều, tiếng máy rất là giòn.
E4 1.700.000 đồng nha các bác. Máy móc nguyên zin, nguyên bản, liên lạc đầy đủ đồ. Đó, bồ biến sáng đẹp. Thì theo sẽ đến E5 nha. E5 cũng là một máy thương hiệu Echo Kyrit nha các bác. Echo Kyrit SRE2655G. Đó. Echo Kyrit này sản xuất bởi Yamabiko này. Con này và cái con số 5 và số 4 giống nhau nha các bác. Không khác biệt gì, khác biệt màu sắc thôi. Nó biết khác tên hiệu. Cũng là Echo Kyrit nhá. Kyrit. Con này thì cũng là nòng 34 ly 26cc nha các bác. Đó, máy móc đẹp hiện đại, bô bê sáng này, bình xăng mình xếp nguyên zin nguyên bản, chân chiếc đầy đủ chắc chắn nhá. Đó, chế chiếc nguyên zin nguyên bản. Tùm nhôm nha các bác. Ống cần 25 ly. Đó, tay cùng ghi đông nguyên zin nguyên bản, tay ga bóp xịn sò nhá. Đó. Rất là tuyệt vời. Cần kiếp nguyên zin nó nhá, cần mạ màu vàng luôn này. Đầu bò nguyên zin, chắn cỏ đầy đủ. Đó, con này thì máy móc rất là đẹp nhá. Echo 26cc. Số series nó đầy đủ nha các bác. 580 2650. Đó. Ok. Con này thì phân khúc cũng là 34 ly 26cc nhá. Đó, phân khúc công suất phổ biến tầm trung. Test được thử luôn nha các bác. Đó, về chất lượng nó thì nó giống như con số 4 rồi. Giá thành con này thì cao hơn xíu, 1.800.000 đồng. Test thử luôn nha. Tiếng máy nổ rất là chuẩn nha. Tăng. E5 1.800.000 đồng nha các bác. Echo 2655. Những dòng máy này đều là eco nha, tiết kiệm xăng, đời cao nha. Đó, bác nào thích đời cao nữa, hàng VIP luôn thì đây. E6 nha, 2.500.000 một chiếc Echo Kyrit SRE2625. Nó con này thì nòng của nó là 34 ly 26cc. Đó, dòng này thì cực kỳ chất lượng rồi. Nó là Echo 260 nha các bác, phổ biến trên thị trường. Đó, dòng đời cao nhất của Echo 260. Đầu này thì đồ thay thế rất dễ nha, chế chiếc thay mới có hết, bình xăng có mới để thay luôn này, nòng hơi có mới để thay nha các bác, điện có mới để thay, điện có bãi để thay thôi, trục giật có đồ thay luôn này. Con này thì đặc biệt là trang bị trên máy là trục giật trợ lực nha, trợ lực con lớn, trục giật lên cót nha, nghe giật lên cót, cót giật cho mình. Đó, còn những trợ lực nãy em nói phía trước ấy, 3-4 chiếc trước ấy, thì nó là trợ lực nhỏ nha, trợ lực còn so, đó, giật thì nó êm tay. Con này máy này nguyên zin nguyên bản, bồ với trắng keng luôn này. Đó, trục giật trợ lực nhé, bình xăng nguyên zin trắng phao luôn nhé, quá xuất sắc. Đó, SRE2625G Yamabiko Cope này, Made in Japan, số zin là 581531106 nhé. Đó, máy móc liền lạc, lốc liếc sáng keng luôn nhé các bác. Chế chiếc nguyên zin chế quang pro. Đó, con này tum nhôm luôn nhé, nòng 34 ly 26cc. Tôi đang thấy con này thì siêu nhiều rồi, không hề xa lạ gì. Còn về độ mới con này thì các bác nhìn các bạn biết rồi, các bác kiểu gì các bác đang nhấc điện thoại lên gọi cho em rồi. Đó, con này thì quá tuyệt vời nhé, quá đẹp. Đó, tay cùng đi đồng nó này, sáng trắng như ngọc trinh vậy. Tay ga bóp xịn sò nha các bác. Đó, không thể thiếu tay ga bóp xịn sò. Những dòng đời cao thì tay ga bóp xịn sò rất là nhiều. Tay ga này. Đó, cần kiếc này. Đó, nguyên zin nguyên bản nhá. SRE 2625 này. Đó, đầu bò đầu bê nguyên zin nhá, cắn cỏ nguyên zin luôn. Đó, quá VIP. Mắt trước này. Đó, các bác nhìn thấy không? Con này khác gì máy Nhật mới rồi. Thật sự mua con này tội gì các bác phải mua hàng Trung Quốc, hàng Tàu gì. Đó, máy eco nhé, cực kỳ tiết kiệm xăng. Đó, đẹp lên từng con ốc luôn là có thật. Nổ luôn nha các bác. Cái này lên cót nhé. Lè đóng lên.
máy là chuẩn nhá. E6 2.050.000 nhá. Đó, máy rất là ok, nhạy nổ nhá. Nghe nó nổ đây. Đáp đây, bật. Đó. 2.050.000 nhá. Tiếp theo sẽ đến E7 nhá. E7 là một máy đến từ thương hiệu Maruyama nhá, hệ chuyên nghiệp. Con này là BCS26CFN. Đó, con này thì 26cc nòng 34 ly nhá các bác. Là hệ phân khúc của Maruyama, phân khúc tầm trung. Đó, con này thì chất lượng nó thì khỏi bàn cãi rồi. Nòng 34 ly, 26cc, máy sắc lớn nha các bác. Con này là Maru sắc lớn. Đây, giá thành sẽ cao hơn những dòng máy sắc nhỏ. Đó, như các bác để ý thì như máy thun nhựa này. Hoặc những con máy 26cc mà tầm giá 1.6 triệu. Đó là máy sắc nhỏ, con này thì giá cao hơn bởi vì nó là máy sắc lớn. Con này có thể thay thế nòng 36 ly rồi nhé. Đó, bởi cái sườn nó là sườn máy sắc lớn thì thay nòng 36 ly vào được. Nhưng mà hiện tại nguyên zin nó đang chạy nòng 34. Rồi, E7 giá 1.950.000 nhé. Các bác có nhận thấy không? Chất lượng nó như thế nào? Tum rời tum nhôm nha các bác. Đó, tum rời tum nhôm. Đó, máy thì thiết kế kết cấu chắc chắn, bô bê sáng đẹp nha các bác. Đó, vì xăng mình check nguyên zin nguyên bản trắng. Và lốc của nó thì chắc chắn dập nổi Made in Japan rồi. Nó không sai tí nào luôn. Máy Trung Quốc làm gì có dám dập nổi Made in Japan. Con này thì dập nổi hẳn Made in Japan nha các bác. Nó dập Suzuki dập chìm trên lốc máy luôn này. Đó, có thật rồi. Tay ga bóp nó nhé. À, tay ga cố định nhé. Tay ga nguyên zin. Các bác nào mà thích tay ga bóp thì em vẫn có thay cho các bác. Nhưng mà các bác phải chịu thêm một chi phí tiền nữa. Thì em sẽ quay sơ sơ qua tay ga bóp cho các bác. Đó, tay ga bóp như thế này. Tay ca bóp như này nha các bác. Đó, bác nào mà thích lên tay ca bóp thì có thể yêu cầu em lên tay ca bóp như thế này. Nhưng mà vẫn phải mất thêm tiền nhé, không phải là đổi đâu. Hay lên tay ca bóp như thế sẽ phải mất thêm tiền. Đó, thì mất tầm trăm hơn trăm, 120.000. Đầu bò nguyên zin nguyên bản hết nha các bác. Đó, máy móc liền lạc, sáng. Quá đẹp, công tác bên hông nha các bác. Ấn là tắt. Rồi, sẽ nổ thử luôn này. Bơm xăng nha các bác, bơm xăng bên dưới, gạt xuống dưới là đóng le nhá. Cần nổ. Nó nổ lên rồi, các bác gạt le lên. Đó, từ máy thì rất là êm nhá. Bình xăng mình siết chế trước là có đồ thay hết, chụp giật là có đồ thay hết. Đó, các bác không phải lăn tăn với này đồ thay những dòng máy này. Bên em thì đa số bán những dòng máy là nó đồ sửa nó dễ dễ. Rồi, tiếp theo sẽ đến E8 nha các bác. E8 thì các bác nhận thấy đây là một chiếc máy Maruyama nha. Con này thì phù hợp bác nào thích công suất nhỉnh nhỉnh lớn lớn một xíu. Con này vì con này là máy nòng lớn nhá. Con này thì nòng của nó lên đến 38 ly luôn nhá. 38 ly, nhưng mà dung tích xi lanh của nó là 32cc. Đó, con này thì công suất nó tương đương TL33. Nhưng mà tầm giá phân khúc rẻ hơn TL33, bây giờ các bác sờ vào nó phải tầm 3.5 triệu. Nhưng con này các bác chỉ cần bỏ RAM 2.200.000 đồng thôi là có thể đưa con này về nhà để dùng một cách ok thoải mái rồi. Và trang bị trên máy thì con này không kém cạnh TL33 là bao nhiêu nhá. Vì có thể kể đến đây, chế nguyên zin, chế Wamaro VKIK nha các bác, hai kim ốc chỉnh này. Đó, hai kim chỉnh luôn nha các bác. Đó, tum rời tum nhôm nha các bác, và tum là tum ống lớn nha, tum lớn nha. Đó, Maru 32 mà tum lớn nha các bác. Đó, tum lớn, tum rộng luôn này. Đó, con này thì các bác hình bác nào mà dài dòng Maruyama hàng mới rồi thì có thể biết cái này. Con này thì coi trên thị trường có bán mới chính hãng nhá. Dòng này trên thị trường có bán mới chính hãng. Con này nguyên zin nguyên bản, chân chiếc cực kỳ chắc chắn nhá. Bị xăng mình check nguyên zin này. Lốc con này dập nổi Made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, số series dập chìm trên lốc máy này. Đó, tay cùm này, tay ga nguyên zin nguyên bản hết nha các bác. Ở cần cái nguyên zin chắn cỏ, nguyên zin đầu bò, nguyên zin tất cả nguyên zin 2.2 triệu. Đáng ra con này thì thường giá tầm khoảng 2.6 triệu nha, nhưng mà lý do em bán giá như thế này là cái vỏ này nó hơi nứt tí này, nếu mà không có thời gian rảnh thì có thể hàn lại. Nói chung nó không ảnh hưởng đến chất lượng máy, cấu hình máy được, quan trọng cái chất của nó thôi. Đó, nhưng mà máy vẫn ok, nguyên zin nguyên bản hết nhé. Đó, giá chỉ có 2.2 triệu thôi là máy đã máy đồng lớn rồi. Ok, test được thử luôn nhá. E8 là 2.2 triệu Maruyama. Đó, máy móc đẹp sáng nha các bác. Rồi, lên khéo tay để đóng nha.
khắp nhé, công tắc ở đây nha quá. Đó, máy nổ rất là uy lực nha, đầm KC3 ha. Rồi tiếp theo sẽ đến E9. E9 là loạt thương hiệu máy Mitsubishi nha, thương hiệu rất là nổi tiếng, đi đầu cho dòng phân khúc máy cắt cỏ. Đó, Mitsubishi đầu tiên là em giới thiệu chiếc E9 này, chiếc TL23. Đó, có tên lửa rất là nổi tiếng, phổ biến tầm giá dưới 2 triệu. Đó, con này thì giá 1.800.000 đồng nha các bác. Đó, bác nào mà thích tầm giá vừa vừa, nó đổi thay thế dễ, gần như cái gì cũng có thể thay ấy, mà sau này có đường lui cho lên công suất được ấy, thì con này phù hợp này. Còn TL23 với TL26 thì về yếu tố chất lượng ấy, thì tương đương nhau. Đó, chỉ có điều ấy, là nòng TL23 sẽ nhỏ hơn TL26 một xíu. Ví dụ như TL23 nòng của nó ấy, là 31 ly, thì TL26 còn là sẽ nòng 33 ly nhé. Đó, ngoài trừ piston nòng nó khác ra thôi ấy, còn tất cả các loại đều giống nhau hết nhở. Và đồ đạc thay thế sẽ xài chung với nhau, từ bình xăng lắp vừa nhau, lốc rên lắp vừa nhau, chế chiếc nắp gió lắp vừa nhau, điện lắp vừa này, vô lăng lắp vừa, rồi bô biếc lắp vừa, vỏ áo lắp vừa hết nhở, tum cần côn kia chém đều lắp vừa nhau hết. Đó, thế là dòng TL23 là cũng thuộc dạng nhưng máy mà đồ thay thế nó có sẵn trên thị trường nhất đó. Và sau này đặc biệt là dòng đối TL23 ở sau này cảm giác các bác yếu một xíu ấy, là các bác có thể thay thế nòng TL26 vào được. Đó, nòng TL26 này có cả mới luôn. Đó, các bác hiện tại máy này là máy nòng 31 ly. Sau này cảm thấy thích khỏe hơn ấy là sổ trái lên trái lớn, trái 33 ly của TL26. Đó là lúc ấy máy của bác là TL23 nhảy thành máy 26 luôn rồi. Thế nên là với tầm xúc tầm giá 1.8 triệu ấy, thì dòng máy này cũng rất là phù hợp để lựa chọn. Và trang bị trên máy thì thường thường thì dòng máy này chất lượng rất là cao nha. Ví dụ kể đến như là tum rời, tum nhôm này. Đó, chế Wambro 2 kim nhá, kim trên kim dưới này. Đó, lốc dòng nổi made in Japan nhá, chắc chắn là phải có đối với dòng Mitsubishi. Đó, cần kiếc tay ga nguyên đồng nguyên zin nguyên bản nhá. Đồ bò đồ bê nguyên zin nhá, cần kiếc nguyên zin này. 3. Đó, công tác xuống là tắt lên là mật nha các bác. Máy đặt lên lại. Đó, ok, em test nổ thử luôn chiếc này. Là chiếc E9 nhá, 1.800.000 đồng. Bật điện thế. Bơm xăng này. Kéo le lên tận đầu. Sơn xếp cái gì bằng chân chiếc đầy đủ nhé, có cả số seri nó nhé, TL23 312 317. Tiếp theo sẽ đến E10 giá 2.1 triệu nhé. Để nói đến dòng Mitsubishi mà nòng 34 ly ấy, thì duy nhất có TB nhé, TB26 và TB27 là hai mẫu máy duy nhất của Mitsu nòng 34 ly nha. TL26, 261, TBE, TB, TLE đều là 33 ly hết. Dòng Mitsu TB26 ấy là duy nhất là nòng 34 ly nha, 34 ly bẹp mỏ. Dòng này thì tua nhanh. Đó, con này thì là máy đời cao hơn của TL nhé, TB đời cao hơn TL. Đó, hiện tại trên thị trường Nhật Bản ấy, thì dòng TB này vẫn còn đang sản xuất. Dòng máy này là Mitsubishi TB nha các bác, TB26. Tum nhôm này, dễ nhận dạng nhất là nó dòng này xài tum nhôm. Số seri nó này, TB26 này. 028923. Về chất lượng của nó thì tương đương với TL26 thôi, không bác được gì cả, mà công suất cũng vậy. Là con này vẫn là dung tích xin lành nó là 26cc nhá. Bồ bếp sáng đẹp nhá, như máy mới vậy. Chế Wambro 2 kim nha các bác. Đó, kim trên kim dưới này. Lốc thì dòng nổi thì made in Japan nhá. Made in Japan. Đó, thì xác rõ ràng, chân chiếc đầy đủ nhá, bị sang với chiếc nguyên zin, nó bô biếc sáng. Đó, tôm nhôm nhá các bác, tay ga này, tay ga cố định nhá, không là tắt à. Đấy, ga nó như thế này. Đó, rồi công tắc này lên là tắt nhá, xuống là bật. Cùng với đầu nguyên zin, cùng với đầu ống lớn nhá, chân chiếc nguyên zin, từ bỏ nguyên zin nhá. Đó, con này thì dòng TB là đời cao hơn, thế là có trợ lực nhá, con này thì có trợ lực nhỏ, trợ lực nó so máy đẹp. Kết đầu thử luôn nhá.
le gạt lên là đóng này. Con này 2,1 triệu nhá. Máy thở của. Đặc trưng nó tiếng máy bốc, ra tốc ga nhanh, bít tông nó lớn hơn mà. Đó. Hành trình đi trong ngắn lại. E10 2,1 triệu nhá. Tiếp theo sẽ đến E12. E12 là mẫu máy cắt cỏ Mitsubishi TL26 nhá. Dòng này thì không quá xa lạ rồi. Dòng này thì là nổi tiếng rồi, quá là phổ biến và ưa chuộng. Đó, con này là TL26 Mitsubishi nha các bác. Đó, máy rất là đẹp nhá. Nòng của nó nguyên zin, nó gần nổi số 26 này để phân biệt với TL23. Đầu TL23 sẽ dập nổi là số 23 và TL26 sẽ dập nổi số 26. Trang bị trên chế ở đó thì luôn luôn là chế bộ 2 kim kim trên kim dưới này, có thấy không ạ? Và lốc thì chắc chắn là dập nổi made in Japan rồi. Đây là TL26. Và tôm rời tôm nhôm nha các bác, tôm rời tôm nhôm. Và chúng ta xuống vào tắt đèn bật này. Máy móc đẹp liền là bố bên sáng này. Có số seri nó nha các bác. TL26 sơn xước nguyên zin nó hết. Đẹp. Đó, họ bị sang một chiếc nguyên zin này. Đó, máy rất là liền lạc đẹp nhé. Nguyên zin nguyên bản. Cần đầu bò nguyên zin. Dòng này chất lượng nó không phải bàn cãi gì, không phải quảng cáo nhiều thì các bạn cũng biết đến. Dòng này là một trong những dòng máy mà đồ thay thế dễ nhất, chất lượng nhất trên thị trường. Đó, giá của nó, giá của con này là 2,2 triệu nhá. E11 TL26. Đang tên là luôn. Nguyên xăng. Nó le lên. Tên nổ. E11 giá 2,2 triệu nha. Tiếp theo sẽ đến E12 giá 2,3 triệu nha. Đó, con này là con TL26 nha các bác, cũng giống như E12. Đó, con này định chế qua 2 kim này, kim trên kim dưới này. Đó, bố với sáng keng xe beng luôn nha. Đó, tum rời tum nhôm nha các bác. Đó. Bị xăng mình chiếc nguyên zin nguyên bản. Con nòng đập nổi số 26 nha. Nòng đập nổi số 26 này. Lốc ra rồi, made in Japan nhé. Máy rất là đẹp nhé, sáng vàng chòe luôn này. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản. Cần này, tay cùng ghi đông, tay ga nguyên zin nguyên bản hết nhé các bác. Cần Hasuta, chắn cỏ nguyên zin, đầu bò nguyên zin, tất cả nguyên zin nhé. Đó, rất là đẹp nhé. Số seri nó có nhé, TL26 này, 053088 nha các bác. Đó, máy rất là đẹp tuyệt vời luôn rồi. Con này thì 2,3 triệu nhé, E12 2,3 triệu. Tiếp tục thử luôn nhé. Le là cầm lên là đóng này. Dần nổ. Đó, thử rồi thì này lên xuống. E13 là dòng máy Mitsubishi TL261 nhé. Dòng này thì cũng được khá là nhiều bác ưa chuộng hơn. Thì TL261 và TL26 thì công suất tương đương nhau nhé. Đồ đạc thay thế là tương đồng. Nòng hơi zen là giống nhau. Nó có khác một vài chi tiết như vỏ áo này, hoặc cả bình xăng là khác thôi. Còn đâu là chế chiếc cổ hút, chiếc bô biết gắn chung với nhau được hết nhé. Không có sự khác biệt về công suất và chất lượng. Chất lượng như nhau. 261 thì nói thẳng là đời nó cao hơn, nó thật các bác là vậy. Đó, đời nó cao hơn. Thì về công suất thì vẫn vậy thôi. Đồ đạc thay thế vẫn xài chung. Và nòng thì vẫn dầm nổ số 26 nha các bác. Đó, rồi số 26. Con này thì trang bị trên máy tum rời tum nhôm này. Đó, công tác ở đây nha các bác.
công tác. Chế có một lô hai kim nha các bác, kim trên kim dưới này, đặc biệt là chế có led tay đỏ nha, cả ngang là nóng led. Đó, led tay đỏ. Dù giật thì là dù giật kiểu giật thường nha các bác, giật thường. Bình xăng thì nó thay mới rồi, nguyên zin. Hàng thay mới, hàng chất lượng nha. Bình xăng hàng mới này em bao cho các bác bền hơn bình xăng bãi, dày hơn bình xăng bãi. Đó, nó thẳng với các bác là như vậy luôn, nhiều bác cứ lăn tăn. Nhưng em bao cho các bác bình xăng, em bán cái máy bãi này ra đấy, em lắp bình xăng mới này em tự tin gửi tận tay các bác nhé. Còn những cái hàng bình xăng bãi ấy, thì là sự qua một thời gian lâu dài là lớp nhựa oxy hóa ấy. Nhiều khi đôi khi ấy, ở chỗ em đấy là bình xăng nó không chảy nha, vận chuyển từ em đến chỗ các bác bình xăng vỡ. Lý do là trong quá trình vận chuyển có thể hàng hóa nó đè lên, hoặc bên vận chuyển shipper ấy, là họ quăng vào hàng chẳng hạn, bình xăng nó vỡ chuyện rất là bình thường. Nhưng do bình xăng này cho các bác đem lên tầng 5 ném luôn đất không vỡ. Đó, E13 thì giá 2.450.000 nha các bác. Đó, tung nhôm, máy móc đẹp chắc chắn, số seri đầy đủ nhé. TL261 này, 132996. Bố ghế sáng đẹp nha các bác. Máy móc liền là nguyên zin nguyên bản. Khá mỗi bình xăng thôi. Đó, cần kiếp này, nguyên zin. Đồ bò nguyên zin nhá. Tay ga thì tay ga chết. Đó, tay ga thân thuộc. Test được thử luôn này. Đó. Cái này đối với dòng le tay đỏ ấy, thì các bác phải về ga nhá, vì ga nhỏ nhất thì mới đóng le được. Bởi chắc là le tự động này, nếu mà em ga lên đấy là không đóng le được. Đó, nhìn này, thấy chưa? Các bác phải về ga nhỏ nhất đóng le. Đó, và dần đổ. Cái le này thì đóng giật vài cái nó mới nổ nhá, không phải le nào đóng le phát một dần nổ được. Nói thật với các bác, giữa lựa chọn le tay đỏ và le gạt ấy, thì em là một người sử dụng ấy, thì em sẽ lựa chọn le gạt, bởi cái le gạt ấy, thì giật sẽ nhanh lên xăng hơn nhá. Thế là 90% máy trên thị trường nó sử dụng le gạt, cho dù đời mới đời cao nhất, ngay cả máy cưa vậy, máy cưa các bác để ý có giờ nó dùng le tay đỏ nó thường đều phải có gạt ra. Thì bác nào mà thích tự động với không tự động thì các bác cứ chọn le đỏ thôi. Ở con này thì vẫn là TL261 nha các bác. E14 2.600.000 đồng. Le tay đỏ này, trợ lực này. Nó máy móc nguyên zin nguyên bản, từ bình xăng đến mô viết rồi nòng hơi chế chất nguyên zin nguyên bản hết nha các bác. Đó, rất là đẹp nha. Con này thì đúng ý, rất là vừa ý rất nhiều bác nha. Tung người tung nhôm luôn nha. Đó. Mặt tung màu đỏ luôn này. Đó, TL261 này. 188739 nha. Con này thì giá 2.600.000 nha các bác. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản, trợ lực le tay đỏ. Nòng là nổi số 26. Đó, nguyên zin nhá. Và lốc dầm nổi bây giờ bác. Trần kiếp nguyên zin nguyên bản. Đây củ bi đông nguyên zin này, ga này. Đó, ga đây nhá. Trần kiếp này, trần cỏ nguyên zin, đầu bò nguyên zin nhá. Đó, đầu TL261 trợ lực. Về công suất thì nó không khác biệt gì con số 14, 13. Chỉ thêm mỗi trợ lực thôi. Cái nổ thử luôn nha các bác. Rồi, 2.600.000 đồng. Nó là một chiếc máy cuối cùng nha các bác. Cuối cùng cho lô này. Nó bắt nó xem video này mà ưng ý chiếc nào thì phù hợp chiếc nào thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 880 840. Đó, số điện thoại em có để trên màn hình, các bác chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi trực tiếp với em. Thời gian ship hàng thì tầm khoảng 5 đến 7 ngày nhé, tùy từ xa hay gần. Đó, các bác nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng máy, thanh toán tiền thôi. Bác nào trong hồ chốt sẩy trong lô này thì có thể đăng ký kênh và theo dõi video tiếp theo nhé. Thường thường bên em thì cứ tầm 1-2 ngày sẽ lên video một lần và có thể đăng kèm đa sen giữa lô máy cưa và lô máy cắt cỏ. Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bác ở lô tiếp theo nhé.